ta chọn cái điều mình thích trước, hoặc là theo bố mẹ hoặc là theo số đông. Và cuối cùng thì ba đứa đồng ý là sẽ chọn và chọn những người phù hợp, chứ không phải là theo đam mê số đông bố mẹ gì đó. Phù hợp trước rồi từ đó xây dựng cái đam mê vô trong nó. Những cái này nó còn là của đối với lại công ty cổ phần thì đổ màu vô cái chỗ này, rồi xuống dưới thì nó những cái màu khác. Sau khi đọc xong cái sách có nhiều tư liệu tốt cho sinh viên cấp 2, cấp 3 và cả sinh viên đại học. Nó có nhiều chi tiết về ngành nghề cũng như là cái cách trình bày với cái lớp văn nó là hấp dẫn và lôi cuốn người đọc. Nó giúp cho học sinh cũng như sinh viên là hiểu rõ về cái ngành cũng như là cái tương lai của mình, những cái điều mình cần biết về cái ngành mình muốn. Sau khi đọc xong cuốn sách thì em thấy nó rất là bổ ích và chi tiết so với những cuốn sách trước đây mà em đã đọc. Nhưng mà em sẽ giới thiệu cho mọi người cùng đọc cuốn sách. Cuốn sách này có điều gì đặc biệt mà các bạn thích không? Và nói cặn kẽ hơn về những cái vấn đề mà học sinh có thể hiểu được. Thực ra sau khi đọc cuốn sách này á, thấy cuốn sách này rất là hay. Bởi vì cái thời gian mình học năm 12 á, khi mà mình muốn chọn trường á, thực sự mình rất là phân vân. Cái vấn đề như là mình cũng có những bài test ở bên ngoài, mình phải ngồi ra ngoài đó mình làm thử. Mà sau khi làm xong mà mình có những cái nghề nghiệp xong rồi á, mình lại cảm thấy ổn, nghề này là nghề gì, nghề kia là nghề gì, mình cũng không biết nó như thế nào để mình để cái đam mê trong đó, hoặc là mình thực sự dấn thân hay mình bỏ bằng hết sức vào đó nữa. Thì cũng vừa đọc cuốn sách này xong thì nó rất là hay, vì nó cho mình những cái view mà nó rất là tổng thể, cho mình cái tầm nhìn chung về cái ngành nghề ở đây, kể cả thay đổi những cái mindset của mình. Thì nó thực sự là mình rất là thích ở cuốn sách này. Cái cuốn sách này nó được thiết kế vừa phù hợp với mấy đứa già già như mình, mà cũng phù hợp với mấy bạn mà mấy bạn tin. Nó vừa có những cái ý tưởng mà nó đi về doanh nghiệp, phía doanh nghiệp, phía tổ chức và quản lý, mà nó cũng có những cái hình ảnh, những cái câu chuyện ngắn, những cái chuyện tranh ngắn để dễ mà đi vào lòng, để vào lòng mà đi dễ hiểu. Sau khi đọc xong cuốn sách này thì em thấy là nó có sức hấp dẫn đối với những bạn trẻ như tụi em từ cấp 2, cấp 3 và đại học. Thì sau đó thì em thấy được là mình sẽ định hướng được cho mình những cái bước tiếp theo, mình cần làm gì, phù hợp với mình không. Và lúc đó sẽ làm cho mình cảm thấy ngành đó sẽ phù hợp với mình và thoải mái hơn, cuộc sống và làm việc có hiệu quả hơn. Thì sau khi đọc cuốn sách xong thì em nghĩ là em sẽ chọn cho mình một nghề sư phạm, đó là sư phạm lý, dạy cao cấp 3. Tốt hơn của mình thì hình đó là thoải mái cũng còn. Em thấy là sách nhiều còn sách, chắc không hết luôn. Nhưng mà có những cái thông tin mà chưa cụ thể lắm, cần nhiều hơn. Giá tiền thì vừa tí, vừa túi tiền. Thêm là phần đầu cần cô động hơn, đừng có lặp lại nhiều cái quá, với lại cần phải thêm những cái mà tại sao làm được như vậy, để làm được như vậy thì cần phải làm những cái gì và làm cách này. Sau khi đọc sách thì em chọn được ngành công nghệ thông tin và chuyên viên thiết kế. Quyển sách cấp được cho mình rất là nhiều thông tin bổ ích và nhiều điều, nhiều cái mới lạ mình chưa biết về doanh nghiệp, cũng như là về những cái bài test trên mạng. Rồi các thông tin về các ngành nghề phổ biến như là công nghệ thông tin, tiếp thị, rồi giáo viên. Mình thấy cuốn sách này rất là thú vị. Nó giúp cho em trải nghiệm được nhiều cái ngành nghề khác nhau mà em chưa biết. Khi đọc xong thì em thấy cuốn sách này nó rất là hay. Nó bổ sung thêm những kiến thức mà em chưa có được. Đọc xong thì theo em thì em sẽ chọn ngành quản trị khách sạn.